Bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần cuối cùng của ngày hôm nay, đó là phần truy tìm điệp viên. Thì vẫn như ngày hôm qua, chúng ta sẽ có phần thưởng là 500.000 dành cho điệp viên nếu như mà bạn đó không bị phát hiện ra bởi 4 người còn lại. Và khi mà người nào phát hiện ra được điệp viên là sẽ được nhận số tiền này và được có quyền lấy cái phòng của người điệp viên đó. Ok chưa? À, bây giờ đầu tiên chúng ta hãy nói lên suy đoán, suy nghĩ của mỗi người trước. Này điệp viên ta, nghi ngờ hai giữa hai người này. Tại sao lại nghi ngờ hai người em? Tại em lúc nào cũng rất là lanh, trong trò chơi này cũng rất là lanh luôn. Có thể là mọi người thấy là có thể là do hôm qua em quá lanh, cho nên nếu như mà để em làm điệp viên hôm nay thì không sẽ không ai nghĩ ra. Cũng đúng. Em nghi thì sao? Không biết, có nghi nhưng mà không biết tại sao. Không biết linh, linh cảm người phụ nữ mách bảo đúng không? Điệp viên cũng có thể được thích kia. Chơi kiểu hết mình quá nên nghĩ tới em nghĩ tại vì hôm qua là điệp viên là một người nhóm trưởng thì có thể hôm nay chương trình cũng sẽ không có nghĩ là mình sẽ nghĩ là không lẽ giờ chương trình đưa cho người nhóm trưởng, cho nên sẽ cố cài vào chị, vào Vicky. Nói chung là ý là chương trình twist đúng không? Làm cho mình kiểu giống như là mình sẽ không lẽ giờ dễ đoán vậy đúng không? Rồi, kết thúc giờ. Rồi, tiếp theo tới Nhật Hà. Thì ra ta ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái gọi là những cái cột mốc, cái sự kiện của mấy hoạt động ngày hôm nay. Thì cái điều mà em băn khoăn từ sáng tới giờ, em muốn chị Vicky nói cái lý do tại sao mà em có nghe chị Vicky bảo là mình bị tham quá cái lúc mà đầu tiên khi mà đọc cái dãy số pi ấy, thì không có nhớ tới cái mốc của số pi, mà là Vicky muốn nhớ hết một dãy số, bảo là tại vì để cứu đồng đội. Thì em không biết là lý do tại sao Vicky thực ra cái lần đầu tiên là Vicky đã nhớ được hết cái dãy số đến cái chỗ mà gạch chân rồi, nhưng mà tại vì là mình cố gắng để nhớ thêm những cái dãy số kia nữa. Dạ, vì tôi là đội trưởng ạ. Mà Linh cũng có làm cái đó mà. Giải thích lý do của em nha, là tâm lý của Vicky lúc đấy nghĩ hôm nay mình sẽ cố gắng, bởi vì là thấy Ly chỉ mang con nửa não đi chơi. Thật sự lúc đấy cũng thấy lo, xong rồi mình cũng nghĩ rằng mình có cái mẹo để nhớ cho nên là cố gắng được. Ở đây cũng nửa não cho nên sáu não nên là thực ra là cũng thấy rất là lo lắng. Vicky ngã cái vòng đầu ấy là đã nhớ được đến cái dãy số kia rồi, nhưng mà thôi cố thêm một lần nữa để nhớ được hết, nhưng mà đang nhớ giờ cái thì bay đấy, bay luôn chữ bay đây này. Bay luôn thì trong nguyên một ghê luôn là em quay thấy hay nhiều quá. Ghê vậy ạ? Đúng rồi. Em không quan sát. Nhưng mà Gia Linh thì em cảm thấy là cái tính cùng Gia Linh cũng như hôm qua là lúc nào cũng rất là xôn xáo. Nhưng mà ý là có một cái mọi người ai cũng vậy, nhưng mà có một điều mà em chú ý ở chị Nhật Hà là hôm nay ở cái buổi bàn giá về vụ Thanh Long thì chú rất là kiên quyết, không giảm mà không giảm. Đến mức mà mọi người kiểu như là coi như là không còn hy vọng gì luôn. Thì chị Nhật Hà chị đi ra chị nói dạ, chị như chú ra liền luôn. Mấy cái rồi mà. Anh ơi, biết bằng cách nào? Tại vì bọn em chỉ cần mua lại nửa cái số hành lâm của này. Nửa của này thôi hả? Dạ. Với tại vì nửa cái này là nhiều lắm á. Chị không có nửa cái hàng luôn thì chị không có. Để lại cho giá này là 15 ngàn. Thì cái đó là giá hàng bên lại giá là gì làm ra. Thế thì em thấy con người ở đây thì sao? Okay. Đó thì cái đó là tự nhiên cái em đặt chấm hỏi. Hôm nay là Vicky có nghi Lily nha. Đúng rồi, đó là một cái đó là ý đúng không? Tại vì đầu chương trình lại cài lại một lần nữa để mọi người không đoán là Lily sẽ làm người thứ hai đúng không? Đúng rồi.
mình mới thực ra là có nghi Lily, có nghi cả em nữa. Hôm nay em xuất thần, em sáng tác một ca khúc mới rồi bây giờ. Thì em lắm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Em bắt đầu đúng con người rồi. Ok, bây giờ các bạn hãy viết cái tên mà người mình nghĩ là điệp viên vô nha. Từ từ dễ dễ. Mà làm em không ba hai một hết chưa rồi Gia Linh ngày nào cũng nghe em rồi tiếp theo tới Gia Linh drama nó bắt đầu xảy ra hai người đánh nhau. Ê, nếu hôm nay mà là được viên nữa thì chứng tỏ nó diễn sâu lắm luôn đấy. Em vẫn nghĩ là Vicky. Ê, bắt đầu drama rồi nha mọi người. Rồi Vicky một phiếu. Bắt đầu drama rồi nha. Tại vì cái người mà Vicky chọn đấy là drama. Có hai cặp là chọn nối nhau rồi đấy. Rồi còn cách lên đây nhiều quan trọng hơn nhé. Đáp lại quan điểm của mình. Để cái buồn gì vậy anh vậy? Chơi khỏe à. Rồi có hai phiếu cho Nhật Nga. Bắt đầu giờ Dinh sẽ buôn kết quả ra nha. Xem ai diễn sâu này. Đây các bạn nhìn kỹ nè, kết quả là được niêm phong và chỉ có dấu bóc đen. Giờ Dinh sẽ cùi cái bao này ra. Xem ai diễn sâu rồi phải Lily đúng không? Cầm sẵn rồi. Đây, trên tay tôi chính là kết quả đây. Hôm nay lấy rồi hả? Rồi, anh lấy rồi. Đứng sẵn. Được quyền đây là đứng sẵn. Được quyền nhìn. Rồi, mọi người sẵn chưa? Sẵn sàng. Đập nha. Đập mắt. Chào tất cả mọi người, thì hôm nay là ngày thứ hai của cuộc hành trình trong 3 ngày 2 đêm Vũng Tàu Phan Thiết. Thì ngày hôm nay Jin đã chọn ra được người sẽ làm điệp viên cho ngày hôm nay. Và Jin sẽ chọn bé Gia Linh. Đây là một cái nhân tố rất là thú vị và rất là đa tính cách. Nghĩa là bạn rất là luôn mang đến những cái bất ngờ cho nhóm. Nên Jin nghĩ đây sẽ là một cái nhân vật mà để các bạn có thể mà khó có thể tìm được ai là điệp viên. Cái gì cũng kiểu mà nhanh nhất, chạy nhanh nhất, lo mọi thứ. Xong rồi kiểu bất chấp dài đi chơi đàn bò. Đúng rồi, bỏ mọi người đang đứng đằng sau phải không, đi tìm bò là Mỹ đằng trước nhá, không chân đúng ngắn mà chạy đúng nhanh nhá, không em nghi ngờ lúc đó em nhìn thấy bóng dáng nhanh nhanh mà em nghi ngờ mà tự nhiên quên mất tiêu luôn. Hôm nay em không sử dụng một cái quyền gì của điệp viên hết. Em biết là ngày xưa em chăn bò rồi, nếu như mình không đi kịp á, con bò nó đi nhanh lắm, thật sự luôn á. Nên là lúc mà em cứ hối mọi người là mọi người nhanh lên nhanh lên, tại em biết là con bò nguyên một đàn mình không thể nào điều khiển nó được như vậy á, mình phải đi rất là sát nó. Còn khi mà bò nó qua đường rồi, bò nó qua đường mọi người vẫn ở dưới núi là thật thua. Điệp viên biết được số bi nhưng em không học, mà trong cả quá trình em không thể nào lấy điện thoại ra học được. Nói chung là khó học lắm. Với lại là biết thêm một cái là đó, hành trình nó với lại cho 200.000, em nghĩ đâu cần dùng đâu. Cho 200.000 để nếu như tối có không ăn tôm hùm nữa mình ăn rồi. Với lại thêm được một thông tin nữa, đó là em biết được cái số điện thoại Thanh Long của chú kia. Và em chờ, tại vì em phải đi chung với một người, em không thể nào mà điện thoại em cũng khó để mà đi chạy lại chương trình để mượn gọi. Tự nhiên cái bị nghi liền đúng không? Tự nhiên em đang đi với chị Hà mà chị Hà ngồi làm, em đi vệ sinh cái hay gì đó, chạy lại gọi cái là bị phát hiện liền. Nhưng mà cuối cùng mọi người cũng đã tìm được cái nhà của anh đó. Bây giờ và phần thưởng sẽ thuộc về em á. Rồi là chọn em luôn rồi. Thôi luôn hả? Trời ơi, mất quyền lấy phòng của điệp viên. Thôi không cảm ơn. Theo như luật thì người điệp viên mà bị phát hiện sẽ bị thua, sẽ bị mất slot của mình là bị ra ngủ lều đúng không? Ok, thì Nhật Hà sẽ là người được phòng khách ngủ. Nhưng mà không may, em nghĩ là với cái thân hình bé nhỏ này đều mới hợp lý. Hợp lý. Nhìn nó đẹp to.
Lúc nãy em nghe nói là chị lúc nãy em nghe nói là Vicky cần người gội đầu. Em có một tay này, Vicky có một tay. Ngủ dưới đất hay là không được uống giường để em và em gội đầu cho Vicky. Vicky cho em ngủ dưới sàn. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, không cần phải van xin nữa. Hai ngày đi van xin người ta đủ rồi. Thôi thì hôm nay ai gội đầu cho chấm thì chấm sẽ thương tình. Dạ. Gội sạch nha em. Okay. Ok. Phải sấy nữa. Vì phát hiện được điệp viên cho nên là các bạn sẽ được tặng một viên kim cương và sẽ được tính vào thành tích của ngày mai. Ok. Cảm ơn cái đi. Trời ơi.